Xin chào anh em, mình giới thiệu anh em một cái máy phun thuốc sâu, thuốc lan. Cái này thì nó của hãng Maruyama, mã của nó là MX0056E. Dòng này thì máy thì mới khoảng 98%. Con này thì động cơ hai thì xăng pha nhớt. Máy này rất là mới, máy này bền, cực kỳ bền. Dòng này nó cũng là dòng nó hơi cổ nhẹ tí xíu, mà xài nó bền lắm. Nó được cái tay mình xoay như thế này nè. Cái tay mình xoay trên này, mình cầm mình xách, nó đu đưa nó cũng dễ hơn. Nó không có chết, khi mà cái cán cắn chết á, mình cầm trên này thì nó sẽ bị, nó sẽ xoay cái tay mình. Còn cái này thì nắm thoải mái, mình nắm lúc lắc qua lại thoải mái. Cái máy này thì mình đặt tại một chỗ vị trí cố định. Anh em đặt vị trí cố định, anh em không có di chuyển được. Ví dụ như anh em muốn di chuyển mà đi clip á, thì nó sẽ có cái máy khác. Còn anh em mà quẩy trên vai thì có cái dạng ba lô để quẩy trên vai mình đi xịt. Còn cái này mình đặt tại vườn, đặt tại nhà, tại sân nhà thì nó đặt chết cố định một chỗ, nó dễ. Hoặc là khu diện tích nó gần trong phạm vi nhà thôi, nó không đi xa. Nếu mà anh em xài mà đi tưới luống, tưới clip thì có cái máy bên trong. Đây, cái máy bên trong là máy này. Đó, cái máy này thì anh em chỉ cần đặt hai cái vòi hai bên, nó có cái bệ sẵn à. Đặt hai cái vòi hai bên thì anh em chỉ việc đẩy nó phun qua hai bên như hai cái cánh máy bay vậy đó, thì nó sẽ phun nó nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Bình nó tới khoảng 30 lít. 30 lít, đúng rồi, bình nó 30 lít luôn. Còn cái máy này thì mình để tại chỗ. Máy này cơ động nhỏ hơn, nó không có đi xa như máy đó. Thì mình test thử cho anh em xem. Cực kỳ nhạy nổ nha. Mình làm lại cái nữa cho anh em xem nè. Đó, đại khái nó vậy đó. Máy này nói chung nó cũng tương đối là máy mới, nên mạnh, nồng nó nhiều. Thì mình chỉ bán thì mình sẽ bán cho anh em cái máy thôi. Còn ống, đường ống chi xịt thì anh em về anh em tự lắp ráp thêm. Đó. Rồi, xin chào anh em nào cần thì alo mình